Kính bạch sư, ở nhà con hay bật kinh niệm ân Đức Phật và cả các bài kinh bảo hộ do chư tăng đọc tụng nơi phòng thờ của gia đình. Sư cho con hỏi điều này có hợp lẽ hay không? Thưa quý vị đó, một trong những điều kiện mà để một cái bài kinh nó có hiệu quả, thứ nhất á, đầu tiên là phải có người nghe. Chứ còn không có người nghe thì không có đối tượng để nghe thì nó cũng vậy thôi. Cái thứ hai là người tụng phải có sự tập trung và phải hiểu họ đang tụng cái gì. Và người nghe cũng có sự tập trung và họ hiểu là họ đang nghe cái gì. Cái thứ ba đó là cái người nghe đó, đối với người nghe thì họ không bị các cái trọng nghiệp chi phối. Thì khi đó nó mới có tác dụng. Chứ còn không thì nó cũng không có tác dụng. Cho nên cái chuyện mà quý vị bật kinh ở phòng thờ mà quý vị đi vắng mà chỉ để cái phòng nó tụng không thôi đó, thì theo như theo chánh pháp đó, thì nó không có mang lại lợi ích gì cho quý vị hết trơn. Tại vì nó không dính dáng gì tới quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị không có nghe, quý vị không có sự tập trung, không có sự chú tâm, không có sự hướng tâm đến những cái lời kinh, thì nó cũng vậy thôi. Hơn nữa đó là sư cũng có nhắc nhở, nhưng mà không biết là một số người họ không để ý hay là họ không muốn nghe, đó là cái chuyện mà mình mở kinh hoặc là mở một cái gì đó mở lên rồi mình bỏ đi á, thì xin thưa là trước khi đi nên tắt đi. Bởi vì khi mình đi rồi đó, mình không biết là người khác họ có phiền hay không. Có khi cái chuyện đó với mình thì mình rất là hoan hỷ, nhưng mà với người khác nó có thể là phiền. Xin thưa với quý vị nha, bản thân sư là một ông sư, một vị tu sĩ, nhưng mà cũng có những lúc không sẵn sàng để nghe kinh. Cái này thì có lẽ là nó không đúng với chánh pháp, nhưng mà cái tâm tư của mình, tâm tư của loài người ấy, có đôi lúc cái tâm tư của họ họ không sẵn sàng để họ nghe kinh, hoặc là thậm chí là sư rất là hâm mộ bài giảng của một vài vị pháp sư, nhưng mà cũng có những lúc sư không sẵn sàng để sư nghe. Bởi vì có khi là mình đang bận làm một cái chuyện gì đó, hoặc là cái tâm của mình nó không có sẵn sàng, mà cái chuyện tùy ý tự ý mà cứ gửi, ngay cả cái việc mà gửi trích đoạn kinh, gửi một cái đoạn giảng, thì có đôi khi đối với cá nhân sư nó vẫn là rất là phiền. Và sư đã chặn không ít người như vậy, bởi vì họ cứ đơn giản, họ cứ gửi hàng loạt như vậy đó, họ không cần biết là có ai nghe hay không, không cần biết có ai có biết hay không. Và bản thân cái đó nó rất là phiền, bởi vì nó không phải lúc. Vì nên biết là ngay cả cái chuyện mà giảng pháp, ngay cả cái chuyện giảng pháp nói đạo, thì Đức Thế Tôn vẫn luôn xét một chuyện, đó là cái mà mình nói đó nó có hợp thời hay không, chứ không phải là bả ai bả lúc nào ở đâu thì cũng đem pháp ra giảng. Đấy. Ngay cả chánh pháp thì cũng phải xem xét là nó có hợp thời hay không. Đấy. Cho nên cái chuyện đó là chúng ta nên lưu ý. Thì không, ngay cả một vị sư, như sư nói, ngay cả một vị sư thì không phải lúc nào vị đó cũng sẵn sàng, không phải lúc nào vị đó cũng sẵn sàng, chứ đừng nói chỉ là người khác.